Thái Phi, người đã ở đây đợi cả ngày rồi. Bành Thành Dương vẫn chẳng chịu ra. Người về Dương Thọ Cát đi đã. Tam Bảo, Khang Nhi đã chịu, đã chịu gặp ta chưa? Rốt cuộc Tuyên Nhi thế nào rồi? Thái Phi, Điện Hạ thực sự không có trong phủ. Bên ngoài trời còn đang mưa. Thái Phi về đi đã ạ. Điện Hạ về một cái, hạ quan sẽ bẩm báo Thái Phi ngay. Thái Phi, về đi đã ạ. Thái Phi, Thái Phi, Thái Phi, Thái Phi, Khang Nhi, Khang Nhi, Tuyên Nhi vô tội mà. Khang Nhi, Xuân Vương, Xuân Vương, mời đợi Thái Phi về đi. Tuyên Nhi vô tội mà. Thái Phi, Khang Nhi, Thái Phi, Thái Phi. Hai huynh đệ chúng ta lâu lắm rồi không còn uống rượu. Hôm nay Tứ ca uống cùng đệ. Tứ ca, nếu huynh đến để khuyên đệ thì không cần đâu. Sao đệ lại ký lệnh đó? Có phải Lục Diễn dùng chuyện đệ tự ý điều động Đan Dương binh để uy hiếp đệ không? Đệ chỉ là ghét hắn tới tận xương tủy, một lòng muốn phán tội chết cho hắn thôi. Cái giá phải trả quá lớn. Muốn thành đại sự làm sao mà không hy sinh được? Tứ ca, giờ chỉ cần hy sinh một mình đệ để đẩy được hắn vào chỗ chết, thế thì có gì không đáng? Lục đệ, tranh đấu hung tàn trên triều đình phức tạp hơn đệ tưởng tượng nhiều. Ta khổ tâm vô cùng, hành sự cẩn thận, cuối cùng mất binh tổn tướng. Thì ra huynh đã biết tất cả từ lâu rồi. Lục Diễn là thân tộc của mẫu phi, đệ mắc kẹt ở giữa. Tứ ca không phải cố tình xa lánh đệ, chỉ là không muốn đệ rơi vào dòng xoáy tranh giành quyền lực này mà thôi. Nhưng đệ thì sao? Đệ đi dùng thân mình làm mồi cho hổ. Đệ có từng suy nghĩ cho mẫu phi và tứ ca không? Tha thứ cho Lục đệ, trung hiếu khó vẹn toàn. Hôm nay khi Lục Diễn lấy tính mạng đệ ra uy hiếp, ta thà từ bỏ tất cả những gì ta khổ tâm gây dựng, cũng tuyệt đối không muốn hy sinh đệ. Chúng ta đã mất đi hai huynh trưởng rồi, ta không cho phép chuyện tương tự xảy ra nữa. Mẫu phi rất lo cho đệ. Người đổ bệnh rồi, đi thăm người đi. Tứ ca, cuối cùng Lục đệ cũng hiểu nỗi khổ tâm của huynh biết bao lâu nay. Đường này khó đi, thứ cho Lục đệ chỉ đi cùng huynh được đến đây thôi.
Phu nhân, người đã đứng cả canh giờ rồi, ta đỡ người vào nghỉ ngơi một chút nhé. Phu nhân, về rồi. Về rồi. Mẹ. Mẹ. Ly ca. Mẹ, Phong Nhi, hai đứa về rồi. Mấy hôm nay hai đứa đi đâu vậy? Mẹ đừng lo, không sao rồi. Lục Diễn đã bị đưa vào định úy rồi. Thật hả? Nói vậy thì cha và đại ca con sắp ra rồi đúng không? Đương nhiên rồi ạ. Tốt quá rồi. Ông trời có mắt. Ông trời có mắt. Mẹ đến Phật đường thắp hương đã nhé. Phu nhân, ta cũng đi. Tỷ nhìn ta làm gì? Ta biết cả rồi đó. Giỏi đó nhóc con. Cha mà biết nhất định sẽ tự hào vì đệ lắm. Vì cha và đại ca, ta chẳng sợ gì hết. Đồ ngốc. Tỷ, tỷ biết không? Tỷ biết lúc đấy ta anh dũng thế nào không? Ta nói tỷ nghe, ta đứng ở đó xin Thái Phi hãy cứu lấy con ta. Nếu Thái Phi có thể cứu con ta ra, Lục gia sẽ dâng hết tất cả tài sản. Nguyện vì Thái Phi mà làm tất cả. Xin Thái Phi cứu con ta với. Con ta còn sắp bị các người hại chết rồi, còn mong ta cứu con ông à? Lục gia các người bao nhiêu năm nay làm bao nhiêu chuyện, ta đều nhắm một mắt, mở một mắt. Nhưng giờ Lục Diễn để thoát thân, lại còn lôi cả Tuyên Nhi vào. Nói đi, mật chiếu đó rốt cuộc là thế nào? Chuyện này, chuyện này ta thật sự không biết. Phế vật, nếu còn không chịu nói thì không kẻ nào trong các ngươi sống được đâu. Phải phải, ta là phế vật, ta là phế vật. Những chuyện này Diễn Nhi trước giờ không bao giờ nói cho ta cả. Ta chỉ quản tiền thôi. Là Diễn Nhi suy nghĩ không chu toàn, cũng là do ta quản giáo không nghiêm. Nhưng Thái Phi, Diễn Nhi làm vậy cũng là gì cánh Lăng Dương, cũng là gì ân sủng của mẫu gia Thái Phi. Ngu hết nói nổi. Ngươi còn không nói hết đầu đuôi câu chuyện cho ta biết đi. Dân. Lão Đồng. Lão Đồng, mang gì thế? Bánh ta làm đó. Mau qua đây nếm thử. Đây, nếm thử xem thế nào. Hương vị thế nào? Ngon. Không ngờ muội còn có tay nghề thế này. Mẹ ta dạy đó. Muội cứ nhìn chằm chằm ta chi. Đây là quan sách của Vũ Xương Đại Doanh, trên đó có tội chứng của Lục Diễn, mong là có thể giúp được Thẩm gia. Sao, huynh có tâm sự à? Công tử. Nói, cánh Lăng Dương đến đình úy nhận tội rồi. Sao cơ? Quỳnh ấy đến đình úy nhận tội gì chứ? Giờ ta sẽ đến cánh Lăng Dương phủ hỏi cho rõ. Đợi đã, muội quen cánh Lăng Dương à? Lúc trước Quỳnh ấy từng cứu ta chuyện chú phường, Quỳnh ấy cũng từng ra tay giúp đỡ. Muội không được đi. Tại sao? Chuyện Vũ Xương lần trước, ta đã ăn ngủ không yên rồi. Ta không muốn để muội mạo hiểm nữa. Huống hồ
ngươi đã vào đình úy rồi. Muội có đi cũng không kịp nữa. Nhưng mà đợi ta điều tra rõ mọi chuyện đã, rồi chúng ta cùng nghĩ cách, được không? Tin ta đi. Đại tiểu thư, quý thăm quân đang đợi người. Quý thăm quân, Thẩm tiểu thư, đây là Cánh Lăng Dương gửi cô. Cáo từ. Đợi đã, quý thăm quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta biết chuyện Cánh Lăng Dương cố tình tiếp cận Lục Diễn, nhưng huynh ấy đến đình úy nhận tội gì chứ? Lục Diễn bắt Cánh Lăng Dương giết tội nô tinh binh, đổ hết tội danh lên đầu điện hạ. Sao huynh ấy phải giết? Vì cô trúng độc. Nếu không phải vì cô trúng độc, ngài ấy sẽ không làm vậy đâu. Cáo từ. Có người làm bạn, đời này không còn gì hối tiếc. Trời cao đất rộng, mỗi người đều có con đường riêng. Xin đừng mong nhớ. Tuyên. Cao tổ hoàng đế phù hộ, phù hộ Tuyên Nhi bình an trở về. Thái phi, có tin tức gì của Tuyên Nhi không? Điện hạ không nói gì cả, chỉ sai người đưa cái này đến. Tuyên Nhi không có gì hối tiếc, mẫu thân giữ sức khỏe, con xin khấu biệt. Không. Không, Tuyên Nhi. Tuyên Nhi của ta. Thái phi. Thái phi. Thái phi. Thái phi. Thái phi. Thái phi, người tỉnh lại đi, Thái phi. Thái phi thế nào rồi? Nghĩ ra cách chưa? Cánh Lăng Dương tự sinh vào ngục. Ôi trời ơi. Vậy thì phải làm sao đây? Ta còn đang mong Thái phi vì Cánh Lăng Dương có thể cứu Diễn Nhi, không ngờ lại gặp phải một tên không muốn sống. Lão gia, lão gia, ngài đi xin đám đại thần kia đi. Nếu họ chịu cùng nhau đứng ra bảo đảm, thì nói không chừng có thể giữ được mạng cho hộ quân. Những ngày này ta cầu xin bao nhiêu người rồi chứ? Ta đi cầu xin tất cả mọi người rồi. Đám đại thần đó, đám đại thần đó bình thường đi qua đi lại đến mức mòn cả bậc cửa Lục gia, nhưng giờ xảy ra chuyện này đến cái bóng người cũng chẳng thấy. Tạ công,
Lão gia, đi xin Tạ Công. Tạ Công có thể vào cung gặp hoàng thượng. Nếu Tạ Công chịu mở lời thì những đại thần kia nhất định sẽ bảo vệ hộ quân của chúng ta. Tạ Công bình thường đã chẳng coi chúng ta ra gì rồi. Lão gia, không còn cách nào khác nữa đâu. Ngoài Tạ Công ra không ai có được hộ quân cả. Công tử bảo ta chuyển vật này cho cô. Cáo từ. Một khúc kim gia làm kỷ niệm, tiếc rằng vô duyên đàn cùng. Mong cô nương tìm tri âm khác. Thân gửi. Xin Tạ Công cứu Diễn Nhi. Chuyện này ta không quyết định được. Tạ Công, ngài đức cao vọng trọng, chỉ cần ngài chịu mở miệng, hoàng thượng và Bành Thành Dương nhất định sẽ nể mặt ngài. Chỉ cần ngài cứu lấy Diễn Nhi, ta không cần gì nữa. Tiền tài, điền trang, tất cả để cho Tạ Công xử trí. Có con không dạy là lỗi của cha. Lục Diễn xảy ra chuyện như vậy, tất cả điều gì có người cha như ngươi. Ngươi thân giữ chức cao, chỉ biết tham tài yêu quyền, còn gì phong thái của một nho sĩ nữa. Thể diễn của nho sĩ bọn ta đều bị ngươi làm mất hết rồi. Tạ Công, Tạ Công, ta biết sai rồi. Điều tại ta quản giáo không nghiêm. Lần này nếu có thể giúp Diễn Nhi không sao, ta nhất định quản giáo nghiêm ngặt. Tạ Công, từ nay về sau, Lục gia bọn ta sẽ rời khỏi triều đình, về nhà làm nông, tuyệt đối không làm quan nữa. Biết lỗi chịu sửa là chuyện tốt, nhưng nếu đã phạm sai lầm, ta càng mong Lục thị các ngươi dám gánh vác trách nhiệm. Ta thứ lão phù không thể tiếp đón. Tạ Công, Tạ Công, ngài nhìn ta làm quan, cũng nhìn Diễn Nhi khôn lớn trưởng thành. Ta chỉ có một đứa con trai, nếu nó có chuyện gì, ngài bảo ta phải làm sao đây? Ngài nhẫn tâm để ta làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Tạ Công, Tạ Công, đều là lỗi của ta. Là ta không tốt, là ta tham tài, là ta không đúng. Diễn Nhi cũng vì ta. Lục Công à, Lục Diễn có ngày hôm nay, người làm cha như ngươi phải nên kiểm điểm lại chính mình. Nho sĩ chúng ta không phải đại diện cho tiền tài, mà là cốt cách. Chúng ta gánh trên vai đất nước nhân dân, chứ không phải tư lợi cá nhân. Ngươi không cần vào đây. Vâng. Cô mẫu, cuối cùng người cũng đến rồi. Ngươi còn tâm trạng ở đây uống rượu à? Có nhiều người quan tâm sự sống chết của ta như vậy, ta có gì phải lo lắng chứ? Ngươi nên sớm biết đã có ngày hôm nay. Ta bảo ngươi giúp Tuyên Nhi, ta không bảo ngươi lấy mạng nó để làm bùa hộ thân. Cái chết của nó có lợi gì cho ngươi? Lợi? Bởi vì hắn mà Lục gia ta trong một đêm bị thân bại danh liệt, bị nhốt trong đại lao không thấy mặt trời, sớm tối lo sợ. Phường rèn, sư binh, tâm huyết bao năm nay của ta toàn bộ đổ sông đổ biển. Ta phải làm thế nào nữa? Cô mẫu, ta chỉ là mạng hèn, chết không đáng tiếc. Nhưng ta chết rồi,
Người tưởng ngày tháng yên ổn của người và cánh lăng dương sẽ lâu dài sao? Người quá không hiểu hai đứa con trai tốt của người rồi. Bành Thành Dương lần nữa giả bệnh, ở ẩn trong tối, thâm sâu khó lường. Còn cánh lăng dương không đủ tài cán, chỉ biết nói nhân nghĩa đạo lý, bị lợi dụng mà còn không biết. Các người không có luật gia ta làm chỗ dựa, sẽ là thịt cá mặc người khác xâu xé. Chỉ cần một câu của Bành Thành Dương, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bành Thành Dương giả bệnh ư? Chúng ta bị hắn lừa rồi. Không được, ta và Tuyên Nhi đều không được có chuyện. Ngươi còn cách nào có thể thoát thân không? Ta đi xin hoàng thượng. Cô mẫu, không lẽ người đã quên khi đó làm sao xuất cung rồi à? Hoàng thượng chỉ cần kết quả, vậy phải xem Bành Thành Dương nó thế nào rồi. Ta từng đến xin hắn ta, nhưng hắn không gặp ta. Vậy thì ép hắn gặp người, cho dù chết cũng phải để hắn chính miệng nhận lời tha cho cánh lăng dương. Cánh lăng dương sống thì ta sống. Cô mẫu, người yên tâm, chỉ cần có thể thoát được cục diện này, dù lục gia ta bị hao tổn nguyên khí, chỉ cần ta còn sống, nhất định có thể vực dậy như trước. Chỉ cần ngươi và Tuyên Nhi vượt qua kiếp này, ta cũng sẽ đối xử với ngươi như con ruột. Đa tạ cô mẫu. Cho kính người một ly. Đợi ngươi và Tuyên Nhi bình an trở về, cô mẫu nhất định sẽ uống ly rượu này với ngươi. Mẫu phi, ăn một chút đi, sợ sức khỏe người không cầm cự được. Thái phi, người ít nhiều gì cũng ăn chút đi. Tuy nhiên vẫn còn trong ngục, ngươi bảo ta làm sao ăn vô? Mẫu phi, sức khỏe quan trọng. Các ngươi lui xuống trước đi, ta và điện hạ có lời muốn nói. Hôm đó Tuy Nhi đến thăm ta, đã nói rất nhiều lời hỏi thăm ta. Lúc đó ta nên nhận ra trong lòng nó đang lo lắng bất an. Sang Nhi, con nhất định biết Tuyên Nhi là vô tội. Không phải mẫu phi không hiểu đại nghĩa an bang, không phải không biết nỗi khổ của điện hạ, nhưng ta cũng là một người mẹ. Tuy Nhi vẫn còn trong ngục, đấu tranh với sinh tử,
Khang Nhi, con nói xem trong lòng ta, sao các con không hiểu chứ? Không hiểu, sao cứ phải làm mọi chuyện đến bước này chứ? Hài Nhi tất nhiên hiểu. Hài Nhi năm đó ở hậu cung, không ai chiếu cố, đơn độc một mình, là người dẫn theo lục đệ, không màng chọc giận cao tổ hoàng đế, quỳ lại trước điện, nhận Hài Nhi làm con dưỡng dục, từ đó xem con như con ruột. Khang Nhi, con còn nhớ chuyện này à? Điện hạ, mẫu phi, điện hạ, Tuyền Nhi là đứa con có hiếu, là một trung thần, tuyệt đối không có lòng bất trung. Điện hạ, xin con nể tình huynh đệ thủ túc và nể tình mẫu phi. Mẫu phi dưỡng dục con bao nhiêu năm nay, người tha cho Tuyền Nhi một con đường sống đi. Con thả nó ra đi. Mẫu phi, mẫu phi, người đâu? Mau chuyển y quan. Mẫu phi, mẹ, mẹ, muội muội, muội là đến tìm Thẩm phu nhân sao? Người đang ở Phật đường, sẽ quay lại ngay. Tỷ tỷ, thuốc này là tướng quân và Thẩm Thực ca ca vẫn chưa có tin tức gì, phu nhân buồn lòng đêm đêm không ngủ, vốn tưởng rằng bắt được Lục Diễn thì có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng không ngờ Cánh Lăng Dương lại cũng không biết lần này Bành Thành Dương sẽ xử lý thế nào. Những lời muội và Lý Tham Quân nói trước diện ta đã nghe rồi. Cánh Lăng Dương là vì cứu muội nên mới bị Lục Diễn lợi dụng. Ta và Cánh Lăng Dương quen nhau không lâu, nhưng huynh ấy đã nhiều lần cứu ta, lần này vì cứu ta cam nguyện hy sinh bản thân. Còn ta ngoài việc cảm kích lại không làm được gì cả. Cha và Cánh Lăng Dương đều là trung thần lương tướng, nhưng chỉ có thể giữ một trung thần bị hãm hại, tướng sĩ chạnh lòng. Nếu như không phải Bành Thành Dương u mê vô đức, bị che mắt bởi quyền quý, thì sao lại để Lục Thị ngang ngược như vậy? Bành Thành Dương thật đúng là chết không đáng tiếc. Người sống trên thế gian này, có người vì tiền tài, có người vì quyền lực, có người lại chỉ vì trung nghĩa hiếu đệ. Ta tin rằng Cánh Lăng Dương quyết định làm như vậy nhất định có lý của ngày ấy. Mẹ, các con ở đây cả à? Muội muội, muội ở cùng phu nhân nhé, nhất định phải khuyên người uống hết thuốc đấy. Được. Ly ca, không cần lo lắng cho cha và ca ca của con đâu. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng cả rồi. Chuyện chúng ta cần làm là chăm sóc tốt cho bản thân, vui vẻ đợi họ trở về. Con chỉ là cảm thấy mọi chuyện đến thực sự không dễ dàng. Điện hạ, Thái phi bảo nô tỳ mang đến. Sức khỏe của mẫu phi thế nào rồi? Y quan đã đến khám rồi, là do ứ động máu ấm ức thành bệnh, cần từ từ điều chỉnh mới được. Điện hạ yên tâm, Xuân Phương thấy Thái phi đã hiểu rõ rồi. Tối qua còn nói với Xuân Phương là lỗi của bản thân, không khuyên được Cánh Lăng Dương mới làm cho điện hạ ưu sầu thế này. Sáng hôm nay khi dùng bữa sáng đã tận tay bóc số hạt dẻ này,
bảo nô tỳ mau chóng đưa qua đây, dặn dò điện hạ nhất định phải ăn. Bây giờ ai đang chăm sóc cho Thái Phi? Thái Phi nói thấy hơi mệt mỏi nên đã để các thị nữ lui xuống cả rồi, muốn ngủ một giấc. Điện hạ, Mẫu Phi, người đây là... Thái Phi, Mẫu Phi. Thái Phi, Thái Phi. Mau rìu Y Quan. Dân. Thái Phi, để ta chết đi. Để ta chết đi. Ta không muốn nhìn thấy giữa huynh đệ các con, huynh đệ tương tàn. Ta không còn mặt mũi nào đi gặp cao tổ hoàng đế. Để ta chết đi. Để ta chết đi. Mẫu Phi, Mẫu Phi đừng như vậy mà. Khang Nhi là Mẫu Phi và Tuyên Nhi có lỗi với con, không nên làm khó con. Con không cần cố kỵ Mẫu Phi. Ta chết rồi thì không cần chịu đựng nỗi đau khi tan con trai nữa. Ta muốn chết. Để ta chết đi. Mẫu Phi, Mẫu Phi, sẽ có cách thôi. Khang Nhi, con là nói có thể tha cho Tuyên Nhi sao? Mẫu Phi yên tâm, người cứ điều dưỡng sức khỏe trước đã. Con sẽ không để Lục Đệ có chuyện đâu. Khang Nhi, Khang Nhi, điện hạ, cả một ngày rồi hiệp nữ cứ ngồi ở đó buồn bã không vui. Điện hạ qua đó xem đi. Vẫn còn tức giận vì chuyện của Lục Diễn sao? Tứ ca, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Chúng ta tốn hết tâm tư đi tìm tội chứng của Lục Diễn, nhưng cuối cùng vẫn để hắn thoát. Huynh nói xem, tại sao kẻ ác luôn tiêu diêu ngoài dòng pháp luật vậy? Kẻ ác gian xảo, quỷ kế đa đoan, phòng cũng không thể phòng. Không phải như vậy. Căn bản là do Bành Thành Dương ngồi trên cao kia. Ngày ấy nếu như không phải Bành Thành Dương dung túng ủng hộ Lục Diễn, sao hắn lại có thể to gan như vậy chứ? Theo ta thấy, tư binh của Lục Diễn nói không chừng là do Bành Thành Dương bồi dưỡng đấy. Đúng là đáng giận. Có lý. Đám gian thần tặc tử này, nếu hắn rơi vào tay ta thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Đúng, tuyệt đối không buông tha.
Vào cung, giao cho hoàng thượng. Điện hạ, quân tâm khó đoán. Điện hạ, xin ngài suy nghĩ lại. Điện hạ, thông qua đình úy điều tra, theo như khẩu cung của Cánh Lăng Dương cùng những sổ sách này, bây giờ đã tra ra được phường đèn ở núi Thê Hà và hơn 4.000 kiện huyền thiết đều là của Lục Diễn. Ngoài ra, Lục Diễn từ năm ba Nguyên Gia bắt đầu nghe lệnh của Cánh Lăng Dương ở Vũ Xương nuôi dưỡng hơn dạng tư binh. Bây giờ lại tự ý điều binh dây khốn Kiến Khang, tội mưu nghịch. Chứng cứ đã đầy đủ. Đây là văn thư điều tra của đình úy, xin điện hạ xem qua. Điện hạ, Cánh Lăng Dương từ trước đến nay hiền hậu nhân từ, tuyệt đối không thể có chuyện mưu phản, nhất định là bị kẻ khác liên lụy. Xin điện hạ minh xét. Điện hạ, lời này của Tả Dân Thượng Thư sai rồi. Những năm nay Lục Diễn giỏi chuyện triều chính, ngang ngược khắp triều đường. Bây giờ Cánh Lăng Dương đã thú nhận, sao có thể nói chuyện Lục Diễn mưu nghịch không liên quan đến Cánh Lăng Dương chứ? Thật đúng là chuyện quan đường. Điện hạ, Cánh Lăng Dương tự ý nuôi dưỡng tư binh, tạo vũ khí, ức hiếp bá tính là đầu. Lục Diễn hãm hại công thần, khi quân phạm thượng là sao? Hai kẻ này, lòng lan dạ sói, kết thành đồng đảng, lòng muôn dạ thú, làm người uất hận. Thần và sĩ tộc bách quan định Cánh Lăng Dương và Lục Diễn 5 tội đại nghịch, 10 tội lạm quyền. Phàm là trong 10 năm tội này, tội nào cũng đáng chém. Mong điện hạ thánh minh quyết đoán, chấn chỉnh triều đình, loại bỏ hậu quả. Mong điện hạ thánh minh quyết đoán, chấn chỉnh triều đình, loại bỏ hậu quả. Các vị nặng lời rồi. Chuyện nuôi binh có ẩn tình khác.